Hello, xin chào tất cả các bạn. Và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp mô một được cộng 20% này. Và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website accordgarena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ có 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp mua các bạn sẽ được cộng thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này, đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy. Các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo. Các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho tất cả... Ôi dồi ôi, cái thằng lúc bữa nó... Thằng Looper thực sự công nhận là phiên bản này nó kiểu rất là khó chịu các bạn nhé. Rồi, chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một vị tướng đá xí. Một vị tướng nói chung là hầu như rất ít xuất hiện ở trong các trận đấu. Nói chung có xuất hiện nhưng mà ít, kiểu là nó không được thịnh hành như ngày xưa. Thì clip này thì mình muốn trau dồi và bổ sung cho tất cả các bạn một chút, một ít kiến thức của đá xí ở trong phiên bản mùa này, để giúp tất cả các bạn chơi thật tốt hơn các bạn nhé. Đấy, giai đoạn đầu game thì... Team mình thì bá xạ thủ anh em ạ. Đấy, chắc chắn là một trận đấu nó thực sự là gọi là phải lật kèo rồi. Một trận đấu mà chắc chắn team mình sẽ đâu game mà không sánh được thì chắc chắn sẽ thọt. Mà đã thọt thì như một con lọt trọt thì rất là dễ thua trong thế trận này. Thì làm thế nào để có thể gồng gánh để kéo được cái team mình về cái phía late game? Thì chắc chắn thằng Rưng phải là làm một cái vai trò cực kỳ quan trọng, giúp cho team mình nó có thể là gồng gánh được V6 các bạn nhé. Đấy, thì trận đấu này thì mình sẽ làm bằng mọi cách để có thể giúp cho team mình lết game. Mà muốn lết game thì như nào ạ? Chắc chắn thôi, chúng ta sẽ không được để cho nó đẩy trụ hoặc công nhà mình, hoặc là không bị mất trụ quá sớm để không bị đưa vào thế Sono 4. Nếu team địch mà đưa vào thế Sono 4, Zata mà nó bay một cái thì hai thằng xạ thủ thì không thể máu đâu. Rồi thêm Butterfly, cộng thêm Florentino thì John, rồi Thôn, rồi cộng thêm Esu thì nói chung là không được chơi game. Đấy, chắc chắn thôi, giai đoạn đầu game các bạn hãy nhìn cái team của mình đi. Mình không thể đi gánh được, chắc chắn đi gánh được. Zata bay lại để giết đi. Rồi, khả năng nó có chưa bán nó bay đâu. Ok, đấy. Bắt boom, rồi. Hay quá Esu, đấy, tuyệt vời, ít ra phải làm được những vai trò này chứ. Đấy. Rồi, bây giờ thì nói chung là hiện tại thì mình không đi gánh được nhiều. Mình chỉ có là gọi là đi farm và đi thủ đường thôi. Có thể là đi thủ đường của team, mà hầu như thì cái đường nào của team mình còn thua thọt hết rồi. Cho nên cũng rất là khó làm. Đấy, Flock, rồi team nó gánh này, Butterfly này, lui về một chút anh em. Lui về đây, lui về. Rồi, xong, vĩnh biệt Esu. Vẫn ngon. Máy được một thằng Butterfly zone đám, máy quá. Lui về anh em, lui về đi. Ôi, thằng Lumber nó khó chịu anh em, nó đạp một phát rồi máy xa thật. Thôi, lui về, farm các anh em nhé. Đấy. Khi một trận đấu mà tất cả các bạn biết được rằng trận đấu này mình không thể nào cống được nó từ sớm. Ủa, thằng Zata bay này. Rồi, từ, tao có cái bay đâu. Bay 5 lần à. Rồi, chưa 3 phát, bay quá à. Rồi, chưa 2, chưa 1, bạch. Mẹ, thằng Zata này lão thật đấy các bạn ạ. Nó dám bắn trụ. Ôi, trời, gión dùng thì nay đi hỏng rồi. 3-6, không sao. Thủ trụ, mục đích của mình sẽ là thủ trụ. Chắc chắn rồi. Khi gặp một cái thế trận này thì các bạn không thể nào trách đồng đội mình được. Bởi vì trách thì cũng thể là trách được nửa. Trách lúc pick tưởng cơ. Chắc là bù ba này là tránh nhau xảo thủ cho nên là chơi của bét tê lê nhè luôn. Rồi cái combo xanh mình đang bị áp lực cho nên thôi mình bỏ vấn đề gì hết. Đá xí nó cũng là một vị tướng không tiêu tốn năng lượng lắm cho nên mình sẽ không cần thiết. Đấy, mình sẽ cố gắng đi thủ trụ quan trọng kéo càng dài game càng tốt. Và các bạn nên nhớ nhá. Ô cái thằng Zata nên... Ôi cái gì đấy? Ôi cha ơi, các bạn thấy thế nào? Các bạn thấy chưa, rồi chưa, ba này thì mình giết được nó rồi. Nhưng các bạn hãy nhìn cái cách thằng Zata nó chơi đi. Thằng ấy xuống 100 máu mà nó dồn một phát bay một trụ chết các bạn, là không có mình ở đấy ấy. Thì nó lại ăn một màng ngon ớ, nó chảy ngon ớ luôn các bạn. Kinh gì thằng Zata đỉnh hay thế chứ. Đấy. Rồi rừng của mình thì bơ đỏ bơ xanh bị áp lực nhá. Chắc chắn rồi, phải bỏ thôi, chúng ta không được lập, không được vào nhá. Các bạn nên nhớ này, các bạn mà là người chết, các bạn tham quật quái, các bạn chết thì đồng nghĩa cái trận đấu này các bạn sẽ quăng. Các bạn sẽ ngày càng khó hơn. Đặc biệt rằng các bạn không được chết các bạn nhé. Ôi dồi ôi, máy quá. Không được chết khi bị áp lực rừng. Mình đã nói các bạn rồi, bỏ. Phải bỏ ngay lập tức.
không được tham, không được tránh nó làm gì cả. Các bạn đừng có lao vào tránh làm gì cả, đừng, bỏ cho nó đi. Vài ba con quái con búa xanh búa đỏ nó sẽ không gây lợi thế nhiều đâu, các bạn phải bỏ cho mình. Đấy, cái phá này thì thầm bỏ luôn, bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ cần giữ cho mình cái trụ. Cái trụ giữ được càng lâu thì sẽ giúp ơ trời thằng gia tá mé mày nấp, mày nấp với tao à? À mày nấp với tao rồi, tao lại xúc mí chiếu thức đâu nữa mà chơi. Ôi rồi thằng này hãy nấp nấp cái bụi đấy nha, thằng gia tá tao biết lối chơi đấy. Mình biết lối chơi thằng gia tá đấy các bạn nhá, là hãy nấp ở cái bụi ven này này, là nó hãy sập cái thằng Esu. Rồi, tí nữa mình sẽ bắt cho bạn một phát cho bạn xem. Này, đánh với ai đánh cương la một phát là mình ôi thôi khả năng bỏ rồi. Thôi cho anh. Ôi trời ơi cái thằng ôi trời. Nó mạnh thì nay các bạn ạ. Rồi, có như cái tỷ lệ khó của mình ngày tăng hơn một chút thôi. Mình đã chết một mạng, không biết là có mất cái trụ nào cái phá này không. Đường râm thì rồi xong. Máy thằng ID rồi, tuyệt vời. Đường trên rồi xong, thốn bị bắn trụ rồi. Mình đã nhìn thấy bạn đô con nó thốn bắn trụ. Con cái phá này giết được, ôi thằng phơ ló này nó trấu. Đừng, nó không giết được nha. Không giết được thật này, nó né được lên, không giết được thật này. Đấy, ôi xôi. Rồi, bay một cái trụ, đấy các bạn thấy chưa. Một mạng của mình nằm xuống rất là nguy hiểm các bạn nhé. Phá để mình còn sống thì mình có thể thủ đủ đấy. Tôi chấp nhận. Đấy, như mình đã nói rồi. Đây, cái thằng đây nấp bùi vì táo này, nấp bùi vì táo này. Tao biết ngay mà, cái kiểu đừng đò bay chứ mà. Cái kiểu đừng ở cái khu vực bên sông bay mà các bạn mà. Đấy, mình bắt ba luôn. Rồi, tạm thời là phút thứ 7 này chúng thủ như vậy là có ok đâu. Team mình đánh như vậy có ok đâu. Hy vọng mình sẽ kéo ra đến tầm phút thứ 10 rồi đi. 10 rồi đi mà team mình không bị mất nhiều lợi thế thì team mình sẽ đánh được. Thằng Hayate thì mình sẽ không quan ngại nó. Và trong trận đấu này mình sẽ chỉ quan ngại thằng Zata thôi. Nếu mà để thằng Zata bay được ấy thì team mình nó sẽ bị gây rất thương rất là ghê gớm. Đặc biệt là ba con sao thủ của mình. Nó ít nhất thằng Zata bay được vô trong team mình ấy thì hai thằng phải nằm xuống. Cho nên làm thế nào để giết thằng Zata và làm thế nào để ngăn cản cái sức mạnh thằng Zata nó không được bay. Thì đó là một cái bài toán rất là khó. Không biết thì như nào đây cái pha này rồi. Ôi bục tơ phải lái rồi. Xin bình biệt cũ đây. Ôi trời ơi, nó còn nguyên nó thế này. Ôi nó đập một khắp 1400 máu thế này. Toang luôn. Rồi mình chết là đi thêm cái trụ này anh em. Rồi trận đấu này thì phút thứ 831 rồi, 830 rồi. Bay thêm cái trụ mít. Cũng cùng ok các bạn. Về một cái thế trận nó bá xạ thử thế này mà tí mình giữ được đến 830 là cực kỳ thành công thôi. Đây một trận đấu phải bắt buộc lật keo. Như mình phân tích rồi. Đấy, muốn lật được keo thì bắt buộc các bạn sẽ không được cho thằng Zata bay. Đấy các bạn thấy chắc dư nó bay nắm phát thì nó thật các bạn. Thằng nào nó trù cho nổi. Thằng nào trù cho nổi đấy không chết được các bạn ạ. Nó bay như một cái con chim trên tiền bay lên trên bầu trời như vậy mà không chết các bạn. Rất là khó chịu các bạn nhé. Đấy, bá trù ra ngoài bọn mình mất rồi. Bây giờ thôi, khả năng mà ăn được. Có thằng cũng ủ hư trời, nổ đám mà nó mất có 1000 máu thì chơi cái gì các bạn. Cái bọn, ôi xôi. Hai thằng giả thủ nó bắn lúc mơ bắn 10 tiếng mà không thể mất máu. Khó các bạn ạ. Ôi dồi phơi ló rồi nó chọc cũng đổ vơ chả vơ chả mất máu nào anh em ạ. Cái việc này ấy là khó nha. Thật sự làm clip làm những cái trận đấu này mình cảm giác nó rất là bồi hồi. Không làm gì các bạn ạ. Trận đấu này làm gì ta. Tới cầm nắng của cương lao đâu hết rồi trời. Từ từ các bạn phải cho mình bình tĩnh một chút để cho mình suy nghĩ nào. Cho mình suy nghĩ cái trận đấu này làm như thế nào nào. Khi mà ba cái đường của tím nó đầy cái ổi rồi. Thằng Zata là bay phát nào nó rùng cái phá đấy thì chơi làm gì. Đúng không dám bay vào dồn đám đó các bạn. Khó nó khó như thế chứ. Từ từ bình tĩnh về hết sức bình tĩnh. Cường Lao ơi bao nhiêu trận lật keo rồi. Bình tĩnh như nào đây, như nào đây. À rồi ok rồi. Khoan, trước tiên thì chúng ta sẽ phải thủ cái gian trụ ngoài này bằng cách là không được cho team địch ăn được một cái trụ nào hết. Từ từ bắt lẻ được càng tốt. Không được đi lui bắt lẻ được càng tốt. Ôi đừng lao vào sâu về đi. Lui về bình tĩnh một chút các bạn nha. Rồi nha, bây giờ nha, cái việc ưu tiên nhất mình thấy cái điểm yếu của team mình đó chính là cái bản thân mình không có đám. Mà bản thân mình của đám thì bắt buộc phải làm gì ạ? Chúng ta phải cố gắng phá một chút nữa nào. Rồi dính rồi, phá này thì ăn được này. Ngon quá, vừa đòi xong được 500 vàng. Từ nha, cái mấu chốt là cái thằng pháp sư chứa của đám. Cho nên bắt buộc phải để cho mình phá một chút nào. Mình phá tầm vài tớ được thôi, cho mình lên. Đây, ra ta bay kìa. Nhanh lên, bắn, giết nó. Rồi nó bay được rồi, nó giết được một thằng. Rồi ok, một đối một cũng sao. Lùi về một chút, đường dưới đang cao. Mình sẽ phá lên khả năng. Từ. Bình tĩnh anh em nhá. Tôi bận loạn quá các bạn, trận đấu này các bạn như cái thế trận kìa, không đi farm được đâu, không farm được. Rồi mình có cái xuyên kháng phép rồi. Đấy, thằng Buster Fly nó bay vào kìa. Từ bình tĩnh anh em. Bây giờ chỉ còn một cái phá là chờ tím nó bắn trụ hoặc
chúng ta sẽ bắt được trong giá ta và hay giá té, thì lúc đó chúng ta mới có thể được làm cái công đánh. Từ từ các bạn nhá, lấy sai này không đi phán, cũng không đi phán được đâu. Đấy, thằng búp tơ bơ lá thì không bắt lẻ được. Bây giờ cái mục đích của chúng ta là phải để cho nó bắn trụ đi. Bây giờ chúng ta sẽ đánh trụ hết sức cho nó ăn hết tất cả mục tiêu để cho nó bắn trụ. Khi nó bắn trụ thì chúng ta sẽ một cái lật keo đấy các bạn ấy, 1 cân 3 kìa. Ôi trời ơi, 1 cân 3 mà nó cân được 3 thằng, ôi cân được ôi cao, 1 cân 3, 1 cân 4 anh em ạ. Kiếp chơi cái gì mà chơi. Rồi bình tĩnh anh em, lùi phám này, thằng gia ta này, gia ta bay này, đây này, nhìn thấy chưa, thằng ấy xú kia. Bình tĩnh, lùi về, thủ trụ. Rồi các bạn ạ, đấy là một, không phải một clip hướng dẫn nữa rồi, mà là một clip mà mình phải vặn hết những cái sản nào để mình chơi, nó không có hướng dẫn gì đâu anh em nhá. Tập trung này, tập trung cao độ, bình tĩnh này, thủ nhà này, để cho nó bắn trụ này, phá hết địch này. Thằng gia ta bay rồi, giết rồi được không? Rồi gia ta bay được. Hay quá, bình tĩnh. Đấy, mình vừa giết được thằng hay cái tên nào rồi, bình tĩnh. Đấy, chơi nó bắn trụ đi. Tím nó sẽ bắn trụ mà cái kiểu đấy, tao chơi mình luôn, tao có 2 lần chơi 1, cực kỳ tự tin luôn. Thằng phân ló sao mà nó trâu dữ đấy. Rồi, pha này mình la lên địt nó. Ui ôi, thốn bắn mà bắn bá cái mất máu rồi chưa bá này. Đủ đáp không? Dính. Máy quay anh em. Đấy các bạn thấy chưa? Cái chơi nó bắn trụ. Chơi nó bắn giết luôn đấy, chắc giết luôn. Lao lên, tuột quay đi ơi. Rồi, sập. Một mạng tuyệt vời, từ. Cái thế trận ấy, các bạn bình tĩnh nhá, bấy dư các bạn phải đẩy quái cáo 3 đường lên cho mình đấy, không ai về à. Rồi, gión đẩy rồi, tốt, gión đẩy thế giới đi, đẩy cho mình sẽ ăn được cái trụ này, ăn cái trụ này là một cái quan trọng này, phải ăn được cái trụ mít, rồi, ăn được trụ mít, bình tĩnh, thậm chí là giết nó luôn, lao lên anh em, chơi luôn, lao lên, từ thôi, lù, ra ta bay kìa, bình tĩnh, thằng hay cái tém vào đây, tao thách mình vô lên đây luôn, hay chết, chết mình rồi, một. Trời ơi, mình bị lỗi kìa. Mình không ngờ thằng hai cái té nó lao vào chứ. Cái thằng giá tá nó bay ảo thật đấy các anh em. Bay bắt nó chết pha đấy. Rồi, bình tĩnh anh em nha, hết sức bình tĩnh nhá. Rồi, bây giờ thì coi như là nhà mình thì không còn gì rồi. Mình chết cái mảng này coi như xong anh em ạ. Chết cái mảng này coi như là không còn gì rồi. Đấy, tí mình là mất cái trụ đầu xuống cấp rồi. Bây giờ chúng ta vẫn là cái lợi thế đấy. Khi phút 15 xả thủ mình có đô rồi, thì bây giờ bắt buộc phải giết thằng giá tá, không cho giá tá bay. Khi làm thế nào không cho giá tá bay, chúng ta phải nhìn được cái sai nó và sẽ dồn đám gia ta, từ từ gia ta rồi, bình tĩnh nha thằng gia ta nhá, thằng gia ta bay là 2 thằng chết đấy, gia ta ở tiêm đoán kinh công rồi, bình tĩnh, đẩy quái cáo đi, bá xạ thủ đừng có trùm lại như vậy, nó bay bắt chết đấy, rồi thằng gia ta, mình thấy gia ta nhá, thấy gia ta này, từ từ bình tĩnh nha, từ nhá, đừng thằng nào lao lên nhá, xạ thủ mình đừng lui về đi, đừng lui về đi, khi nào mình rồi trật cho ba rồi, chúc mừng, rồi lui. Xin cho ba nó lui đi, đừng lao lên cao, trổ các anh đánh cao thật đấy. Bình tĩnh, thằng gia ta đây, giết nó. Rồi, giết gia ta rồi. Từ nha, con thằng nào, giết luôn, hay gia tệ. Rồi, tiếp tục, hai thằng lao chơi, bây giờ sử bố con thằng nào, xúc, lật kèo rồi. Đấy, các bạn lội. Như mình nói, bắt thằng gia ta là hết sắp hướng nha, xả thù được bản nha. Gia ta mà chết thì không thằng nào giết được, đây, chưa ba vào bùi phát nào, gì không. Rồi, ngon lành luôn, 4 thằng, xúc. Đấy các bạn. Trận đấu này mình phân tích tâm lý đó chính là mình bắt lỗi vào cái tâm lý khi team địch đang cống. Khi team địch đang sánh và đang có con chủ quán team mình ấy, thì team địch nó chơi rất là hùng lưu. Nó chơi kiểu hùng lưu, nó không sở bù có thằng nào hết các bạn nhé. Cho nên mình tận dụng cái việc cái thằng gia ta rất là ảo tưởng sức mạnh, nó thích bay là bay. Có phải nó thích bay là bay đâu. Tao quật đi chết luôn đi gia ta. Cái pha này đẩy quái cáo, combat quý rồi phát nửa là win các bạn nhé. Rồi, thế mình nghỉ clip để nó kết thúc và xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và... Thực sự clip này thì mình chưa kịp hướng dẫn gì, thôi các bạn thông cảm nhé, khổ lắm anh em ạ, trận đấu này lật keo cảm xúc quá. Rồi, hẹn gặp các bạn ở clip sau nhé, giá tạo bây giờ sau bay được nữa. Rồi, bye bye các bạn.